chưa xài từ số 8 tới số 19 đó nha, đủ xài xỉu đi. Hàng 19 góc Đài Loan xuất nhập luôn nè. Cho người lúc anh em cứ thể có chụp có thể tra của mình ra nha. 19 hai đầu. Đầu đầu này đầu tròn mở nhanh nha anh em. Tất cả là mở nhanh hết. Đó, một đầu này làm rất là lạ nha, chắc nha. Mẫu này là khoảng 3 lần. Bữa sáng đi được có nhiêu đây thôi, chứ có cái ống áp cách ly lát quay luôn, kìm hiệu ách đó, kìm này hiệu đây, kìm này cách điện luôn nha, 1000V, 10000V chứ, đây, 10000V cách điện 10000V, cái này mới lắm mà dính dơ không, răng cổ đồng mới tinh, kìm cách điện, mỗi chìa khóa này mình bán 600.000. Mới tin chưa xài luôn nha. Đây rồi. Đây số có đầu số 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Chứ kịp.